tay đưa thẳng ra, thẳng tay ra. Một, hai, ba, bốn, hai, ba. Làm trở lại. Ai cho coi? Dương Đại Hiệp, treo cổ cũng phải cho thở chứ. Ngày nào cũng bắt tôi chạy. Tôi đi lính lâu rồi mà chưa thấy ai huấn luyện bằng cách này cả. Tại vì các ngươi làm vậy là có nguyên nhân. Hành quân đến giặc phải phục tùng quân kỷ. Không ai được nghỉ hết. Tất cả đứng dậy. Dưỡng Minh Thiên Nhật dụng tại nhất chiêu. Các ngươi hưởng lộc của triều đình thì phải tận trung với quốc gia, hiểu chưa? Chúng ta đâu có phải làm việc cho triều đình, cần gì phải bán mạng cho Lương Trung Tư chứ? Đúng rồi, đuôi Sơn Thần Cương cho hắn hả? Chẳng khác nào làm gia nô cho hắn thôi. Ý biển, tất cả tiếp tục tập. Ê, đứng dậy đi. Đứng dậy đi cho rồi. Bực mình. Gia nô cho người ta thì như vậy thôi. Thì đúng chuyện rồi. Anh khỏe quá ha. Ở đó mà khỏe. Đi, chúng ta đi tí hơn là uống rượu nha. Hai vị đại ca, Hà Thao mới tới đây chưa có đãi hai vị uống rượu đó. Hay là gì, tối nay tôi đãi, xin mời hai vị nha. Hai bộ đầu, chúng tôi đã có hẹn rồi, xin lỗi nha. Anh này, muốn đi uống rượu hả? Anh đi một mình đi, mình đi. Khi không tất đại minh làm bộ đầu, bị nó ngồi trên đầu. Đúng rồi, nó chưa bắt được tên cướp nào, nhờ Dương Đại Hạnh nâng đỡ mới được làm bộ đầu đó. Được, khi dễ ta hả? Hà Thao này sẽ có một ngày bước thẳng lên cầu, chừng đó hai người sẽ quỳ dưới chân ta giống như con chó vậy. Ai đó? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Là ngươi? Từ Đại Minh đi Đông Kinh có tới ba con đường đi, chúng ta nên may vào con đường nào hả? Chỗ rừng là tốt đó. Chỗ này nhiều đá lắm đó. Trại chủ, tôi về tới rồi. Ê, anh nè, sao về sớm quá vậy? Tôi kêu nó về. Tiểu đại chủ. Ồ, ta tưởng là ai chứ. Thì ra là Hà bộ đầu hả? Chà, hôm nay mặc bộ đồ như vậy, muốn bắt ta về nhà môn đó hả? Sư thúc, xin đừng hiểu lầm. Ê, đừng có gọi như vậy. Từ ngày ngươi rời khỏi Nhị Long Sơn, quan hệ với chúng ta đã không có còn nữa rồi. Ngươi lên đây để làm gì? Sư thúc, bộ định cướp Xâm Thần Cương hả? Cái này là chuyện của Nhị Long Sơn, ngươi hỏi để làm gì? Cũng chính vì chuyện này cháu mới lên gặp sư thúc. Lần này Lương Trung Tư coi nặng lắm, đồng thời cho Dương Chí áp tải. Dương Chí là một người võ công cao và thông minh, không có dễ ra tay đâu. Ta làm sao đi nữa, đó là chuyện của ta. Sư thúc à, cho dù cướp được Xâm Thần Cương thì sao đi, Lương Trung Tư sẽ điều tra chuyện này mà. Nếu như mà hắn biết là Nhị Long Sơn làm, sẽ cho đại quân tấn công lên Nhị Long Sơn. Lúc đó cơ nghiệp của Nhị Long Sơn sẽ bị tiêu hủy đó. Ngươi rất là quan tâm cho Nhị Long Sơn chúng tôi đó hả? Hà Thao, ta thấy ngươi từ nhỏ tới lớn, bụng của ngươi nghĩ làm sao ta biết quá mà. Ngươi sợ người ta điều tra chứ gì, và biết ngươi là thiếu trại chủ của Nhị Long Sơn chứ gì. Lúc đó chẳng những không có được làm quan, còn bị bắt ở tù nữa kìa. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, tại vì ta đã thề trước mộ của cha ngươi rồi, ta không có nói thân thế của ngươi cho quan phủ biết đâu. Tiếc có một cái là Hà đại ca là một đấng anh hùng, nhưng mà con của ảnh lại làm tay sai cho triều đình. Sư thúc, mỗi người tư tưởng khác nhau, biết xuôi theo thời thế mới là anh hùng mà. Không cần ngươi vậy đời ta đâu, chỗ của ta không có thích những người như ngươi. Cút đi. Sư thúc, cháu sẽ đi, nhưng mà hãy hứa với cháu đừng cướp Xâm Thần Cương nha. Quan đường quê à tiêu à, đuổi nó xuống núi. Đại chủ, vì thiếu trại chủ quan tâm chúng ta thôi. Đúng vậy, lúc Hà đại ca lâm chung dặn chúng tôi là phải săn sóc cho thiếu trại chủ. Được rồi, được rồi, được rồi, các ngươi không đuổi phải không? Để ta đuổi nó. Ngươi. Ê, tay, tay đi, tay. Tụi mày biết không đó, tụi mày phải trả giá cái sòng bạc thua chết luôn đó. Nè, tụi tôi nè. Văn Diễn à, mình đã thắng nhiều rồi, hay là đi về nha. Tôi về coi cha tôi, ổng đang bị bệnh đó.
Ơi, bệnh người già phải hồi sức một đâu mà lo chứ. Tài luôn. Ê, nè nè nè. Quên quên sao hả? Khoan. Còn phải trả nợ cho của gia đó, trả nợ đó. Khoan. Ngươi thiệt là ghét ghen quá mà. Nếu mà chúng ta không đặt hết á, chỗ đâu có tiền mà trả chứ hả? Thôi, đặt đi. Đặt đi. Đặt hết. Đặt xong lấy tay ra. Chơi luôn. Đừng có đặt mà. Đặt hết. Bảo rồi, thua rồi. Ơi kỳ vậy. Đúng là tài mà. Tại sao lại bảo chứ? Bây giờ làm sao? Lo cái gì chứ? Đi về nhà xin thôi. Xin ai chứ? Nè, bạn của anh có thể xin tiền hả? Giới thiệu tôi đi, tôi cũng muốn xin tiền đó. Đừng có nói nhiều nữa, đi về đi mà. À, cụ già. Đúng lúc quá vậy. Qua mười mấy bài cũng tài, còn bảo đó cụ già. Sao hả? Vậy làm sao hả? Tức là thua sạch chứ gì? Thiếu nợ của ta làm sao? Cụ gia cũng thấy rồi đó mà. Cho thiếu đi nha. Đại gia cũng biết tánh của tôi rồi đó mà. Ừ, thiếu. Đã thiếu hết 3 ngày rồi đó. Hả? Bắt tụi nó vô trong. Dạ. Khoan, bắt nó xuống kìa. Chạy. Xin đừng. Cái gì? Hả? Không có tiền trả nợ. Được. Nếu mà không có tiền trả nợ, để tao lấy cánh tay của ngươi. Đừng. Thưa cha, cha hãy uống thuốc đi. Cha một mình lấy được rồi. Bầu con lớn như vậy ngồi đi. Con Ngọc Liên có dặn con là kêu con hãy coi cha uống hết chén thuốc này. Cô nói là cô đi hai thuốc mà, sao tới giờ này vẫn chưa thấy về? Con và Ngọc Liên hai đứa đều tốt lắm. Nếu mà Ngọc Liên làm luôn con dâu cho cha mới là tốt. Chỉ tiếc rằng Thanh Nhi nó không có nền thần. Nếu mà lấy Thanh Nhi coi như là hại cổ rồi. Theo con nghĩ thì chắc con Ngọc Liên sẽ kiếm được người chồng tốt. Ừ. Này, nãy giờ không thấy Thanh Nhi, nó đi đâu rồi? Chắc là đi chơi với mấy người bạn thôi đó cha. Đi chơi hả? Chắc nó biết anh hai nó làm việc cho nhà muộn, chắc nó đi chơi hết mình, tánh nó là vậy rồi. Thái Công, Đại Tẩu, anh vô đây làm gì? Mau đi cứu anh Thanh đi. Chuyện gì nữa đây? Anh Thanh nhất thời nóng giận đánh người ta bị thương, không ngờ bị người ta bắt đi. Họ còn bắt anh phải đền tiền thuốc nữa. Mau cứu anh đi mà. Đền bao nhiêu? Cả ngàn lượng đó. Cả ngàn lượng lần à? Không được, để tôi đi thương lượng danh gian coi. Đừng làm vậy. Họ nói nếu mà Tổng Giám Sư biết ăn không được sẽ khoét cho hồi, sẽ giết anh Thanh luôn. Thôi, tiền tài là vật ngoài thân, phải cứu Thanh Nhi trước, để tôi đi cho. Ê, Thái Công, hay là để cho đi nha. Thôi khỏi nhờ. Thưa cha đang bị bệnh như vậy, không có tiện đi đâu, mày để cho con đi. Con đi là càng không tiện. Nếu đi thì đi mau đi, tụi nó dữ lắm đó, tụi nó là bọn chuyên môn giết người đó. Tụi nó nói nếu mà trước anh hai chưa đem tiền tới đó hả, tụi nó chém anh thành 100 khúc cho chó ăn đó. Con chịu khó đi một lần. Thôi vậy nha, tụi nó mới xương thần, để tôi đi báo tin trước. Còn ở đây ráng kiếm tiền cho đủ, đừng có chậm nha. Tôi đi trước ha, ráng cố gắng nha. Ha, tôi đi nha. Thưa cha, bây giờ con vô trong lấy tiền. Nè, đặt xong rút tay nha. Cô ơi, nhất nhị tam xỉu, ăn hết. Nè, chung tiền, chung tiền đi, chung tiền. Chung cái gì? Tại sao không chung tiền chứ? Đi không chơi nữa. Không chơi. Cứu gia, đừng có lo, ảnh sắp về tới rồi. Nếu mà nó không về, ta sẽ chém người thành 100 khúc cho chó ăn. Không có đâu, cha của tôi thương tôi lắm. Văn Diễn về lấy tiền mau lắm thôi. Thấy chưa, mới nhắc về tới kìa. Sao hả, tiền đâu? Yên tâm. Hả? Tiền đâu? Cụ gia, bây giờ chưa có. Cái gì? Nói láo với ta, hả? Nè, anh nói làm sao chứ? Anh yên tâm đi, họ chịu đưa tiền rồi, nhưng họ không tin tôi. Đại tẩu của ảnh sẽ đem tới đây đó. Người đâu? Sắp lên tới rồi, đâu phải là ít đâu ha. Dài cho đủ đâu phải dễ chứ hả? Cụ già, một lát làm phiền cụ già diễn kịch phải diễn cho giống nha. Để cho anh Thành dễ làm việc đó ha. Thiệt là phiền quá đi. Cụ già, thông cảm chúng tôi không có tiền trả nợ mà. Nếu đánh tôi chết á, chuyện này còn phiền phức hơn nữa đó. Vậy nha, cụ già ngồi nghỉ đi, chúng tôi xuống núi coi đại tẩu lên chưa ha. Ơi, người khoan đi đã, ta cảnh cáo ngươi nha. Nếu như mà ngươi dở trò với ta đó hả, thì ngươi đừng có trách ta nha. Ta sẽ làm thịt ngươi đó. Dạ tôi biết. Cụ già, ngồi nghỉ đi ha. Văn Diễn à, nhớ về mau nha.
Được rồi. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.